Sau một thời gian dài lao dốc dẫn đến đóng băng từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản tại các tỉnh thành miền Trung, trong đó có thành phố Đà Nẵng dần phục hồi, số giao dịch tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tại thành phố Đà Nẵng thì những ngày vừa qua, các sàn giao dịch bất động sản ghi nhận số người đến mua đất tăng hơn trước. Thực tế cho thấy đa số người mua đất chủ yếu tại khu dân cư, khu đô thị hiện hữu với nhu cầu để ở nhiều hơn là số người đầu tư. So với những ngày đầu năm thì giá mua lô đất tăng từ 5 đến 10%. Lý giải cho việc thị trường bất động sản bắt đầu ấm lên tại Đà Nẵng và một số tỉnh thành ở khu vực, một số chuyên gia bất động sản cho rằng thị trường bất động sản đã chạm đáy và bắt đầu tăng trở lại. Khi lãi suất ngân hàng giảm mạnh, nhiều người đã chọn bất động sản là kênh đầu tư lâu dài và thời điểm hợp lý để mua đất làm nhà ở. Ngoài ra, thời gian đến luật đất đai mới, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở có hiệu lực sẽ kiểm soát chặt chẽ việc phát triển các dự án mới, kéo theo nguồn cung bất động sản sẽ giảm theo. Các chuyên gia cũng khuyến cáo khi mua bất động sản, người mua đất cần thận trọng kiểm tra tính pháp lý, tránh tình trạng mua phải những dự án chưa có sổ đỏ dẫn đến việc khiếu kiện đông người như chúng tôi liên tục đưa tin thời gian qua.